Mỗi năm, Việt Nam xả trà đại dương 0,28 đến 0,73 triệu tấn rác thải nhựa, chiếm 6% toàn thế giới, đứng thứ tư thế giới chỉ sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines. Đây là thông tin mà đại diện chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc công bố tại Hội thảo quốc tế tham vấn xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương vào sáng 10 tháng 12. Theo ông Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Nghiên cứu biển Hải đảo Việt Nam, 80% lượng rác thải ra biển xuất phát từ các hoạt động trên đất liền. Việt Nam có 112 cửa biển, đây chính là nguồn để rác trôi ra đại dương. Và rất nhiều sinh vật nhầm tưởng rác thải là thức ăn hoặc mắc kẹt giữa các ngư cụ nên dễ chết, dẫn đến sinh cảnh bị phá hủy. Đại diện Bộ Tài nguyên cũng cho biết, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu được tác hại của việc sử dụng rác thải nhựa, Việt Nam đang sửa đổi luật biển đảo để tạo khung pháp lý tốt hơn trong vấn đề này.